Today's enlightening entertainment will be presented in Aulacese of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Bộ phim Nàng Xuân Hương dựa trên cổ tích Âu Lạc, cốt truyện xoay quanh một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, khí khái và một quan huyện vừa kém tài vừa thất đức. Bên cạnh đó là tình người được xây dựng trên nền tảng của nhân cách cao quý và tấm lòng chung thủy. Kính mời quý vị thưởng thức bộ phim Nàng Xuân Hương, kịch bản của nhà văn Nguyễn Đông Thức, đạo diễn Nguyễn Minh Trung, do hãng phim Phương Nam sản xuất, với sự góp mặt của các diễn viên Hồng Ánh trong vai Xuân Hương, Nguyễn Thanh trong vai Tống Như Mai, Lê Hoàng trong vai Tiểu Đồng, Kiến Anh trong vai Quan Huyện Thạch, Ngọc Lan trong vai Bà Mối, Uyên Trinh trong vai Mẫu Thân Xuân Hương cùng các nghệ sĩ khác. Ngày xưa ở huyện Hạ có nàng con gái thông minh và xinh đẹp tên là Xuân Hương. Cha nàng là một ông đồ nghèo đã mất từ lâu. Nàng sống với mẹ và đến học ở trường một cụ đồ già trong làng. Một hôm có chàng thư sinh họ Tống tên là Như Mai đi ngang qua huyện Hạ về kinh ứng thí. Chào cô Hương. Cô đi học về đó hả? Dạ, xin chào quan ạ. Tội nghiệp. Cô có được tới trường thi đâu mà miệt mài kinh sử chi cho nó khổ cái thân mình nè. Dạ bẩm ngài, kẻ học mà không thi dù sao vẫn tốt hơn kẻ thi mà không học. Nè, cô có biết ta là ai không mà dở dẫm cao ngạo như vậy hả? Dạ bẩm ngài, kể từ khi ngài về làm quan tại cái huyện Hạ này, tên tuổi của ngài đặt để khắp nơi. Cũng như cái bến đò Thạch này chẳng hạn, nổi tiếng như ngài, ai mà không biết ngài là quan huyện Thạch à.
Vậy thì từ đây ăn nói phải biết giữ mồm, giữ miệng, nghe chưa? Dạ, xin phép quan cho tôi được về nhà. Khoan đã. Ta nghe nói cô nổi tiếng thông minh, vậy thì hãy đối thử câu này của ta. Nếu cô mà đối chuẩn đó hả, thì ta tha cho mà về. Sao? Vậy xin ngài hãy ra câu đối ạ. Được, nghe đây. Quan quyển thạch qua bên đò thạch. Sao? Nếu như ngài cho phép thì tôi mới dám đối lại ạ. Được, cứ đối. Dạ thưa, con chó vàng liếm bãi phân vàng. Xin chào ngài ạ. Công tử, làm giật mình à? Công tử bệnh hả? Nói bậy, ta có sao đâu. Làm gì? Công tử qua mắt ai chứ sao qua mắt tên tiểu đồng thân cận này được. Công tử nhớ tới cô gái mặc áo xanh hồi chiều, đúng không? Người giỏi lắm. Làm sao ở trên đời này lại có người vừa đẹp vừa thông minh lại sắc sảo đến như vậy? Cô ta lại tỏ ra là người có chí khí, dám lấy chó ra đối với quan. Một cô gái thật tuyệt vời làm sao. Công tử ơi, còn có 2 ngày nữa là tới kỳ thi rồi, đừng có để hỏng việc lớn nha công tử. Ta biết, chỉ có 2 ngày, từ đây tới kinh thành mất 1 ngày được. Ta còn 1 ngày, chỉ có 1 ngày, làm sao có thể tiếp cận làm quen với nàng. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Công tử mới gặp có chút xíu vậy à, mà công tử đã quá ngây quá dại như vậy rồi. Phen này á hả, lão gia mà biết được á, chặt thầy trò mình ra làm 3 khúc à. Nè, không được nói chuyện này cho cha ta biết. Nhưng mà ngươi là tiểu đồng thân cận nhất của ta, ngươi phải giúp ta. Ta hứa ta sẽ có mặt ở trường thi đúng ngày đúng giờ, ta sẽ là trạng nguyên của kỳ thi này. Nhưng không vì vậy mà ta để mất nàng. Nàng phải thuộc về ta. Nhưng nội trong chuyện này, ngươi phải mang về đây cho ta mọi tin tức về nàng, nghe rõ chưa? Trời đất, có nằm mơ không vậy? Con á thiệt là quá quắc, tới quan huyện mà cũng coi không ra cái gì. Quan gì mà đi chọc kẹo đàn bà con gái giữa ban ngày ban mặt, thiệt là trơ trẽn hết sức à. Nhưng dẫu sao ổng cũng là quan đứng đầu huyện này, con phải biết nể trọng một chút, không khéo mẹ con mình á có ngày vô tù ở á. Mẹ con mình có làm gì đâu mà phải sợ, tù ngục là chỗ để dành cho ổng chứ không phải cho những người dân lành như mẹ con mình đây. Con á còn ghét nhất là cái thói dốt nát mà hay chơi chữ của ổng. Để rồi mẹ coi, hống hách và ngông nghênh như ổng á hả, sớm muộn gì cũng bị mục xương ở trong tù. Trời đất ơi, con dám ăn nói vậy đó hả? Thiệt đúng là hổ phụ sanh hổ tử mà. Con gái mà giống cha thì tốt chứ sao mẹ? Phải rồi, tốt, tốt quá à, tốt đến nỗi mà không có đám nào dám rước để cho tôi nhờ hết trơn á. Mẹ, tại sao mẹ lại đi rêu xấu con như vậy? Chẳng phải có 4 năm đám danh gia vọng tộc đến thưa chuyện với mẹ rồi đó sao? Nhưng mà con có chịu đám nào đâu. Nè con gái á, khó vừa vừa thôi, chẳng lẽ con tính ở vậy suốt đời hay sao? Con thích ở với mẹ hơn. Chị đâu có nhà không? À ha, chào chị mối. Chào chị. Dạ con chào gì? Ủa, bữa nay con đi bán nón sao?
Dạ. À, chị ngồi đi. Dạ, cảm ơn. Tại lát tôi phải về ăn đám giỗ nhà ngoại nó ở Quyền Châu á. Cháu nó phải ở nhà coi nhà. Vậy à? Đi làm cho rồi mấy cái nói người ta đặt đó. Nè, mà chị tới chơi hay có chuyện gì mà tới sớm vậy? Mèn ơi, rảnh rỗi đâu mà đi chơi với bời. Chà, đi tới Quyền Châu xa dữ rồi nghe. Dạ, cũng mất nửa ngày đường. Nửa ngày? Vậy tới ngày mốt mới về được hả? Chắc là vậy. Mà có chuyện gì không chị? Không sao, tự tôi nôn mà. Mà chị nôn cái gì vậy? Chuyện vui thôi. Vui? Ừ. Nè, lần này là không có chê vào đâu được đâu đó. Bộ có hả? Đẹp trai, phong độ, chủ lò gạch, giàu có quyền thế nhất cái vùng này. Mai là mấy đám trước nó chê á, không thì làm gì có cơ hội ngàn vàng này. Mà là con cái nhà hay gì chị? Con ai? Quan huyện Thạch. Hả? Quan huyện Thạch? Thấy chưa, tôi biết chắc là thế nào chị cũng ngạc nhiên lắm mà. Quả là phước đức ba đời nhà chị đó nghe. Chuyện này thiệt là vui đó mẹ. Dì ơi. Hả? Dì về nói lại với quan huyện á, là mẹ con đồng ý gả con cho ổng á. Nè. Vậy là con nó đồng ý. Mẹ, nhưng mà với một điều kiện nhỏ thôi. Thấy chưa, tôi nói mà, thế nào nó cũng đồng ý liền mà. Nhưng mà, ủa, chỉ có một điều kiện thôi sao? Sao dạ vậy con? Người ta giàu có, mình phải đòi cho nhiều giàu. Vàng bạc, nhà cửa, ruộng, vườn, châu báu, tha hồ mà đòi. Đòi cho nhiều vô, để còn chi phần chứ gì nữa chứ. Dì yên tâm đi, nếu như mà ông đáp ứng được điều kiện của con, lúc đó hả, dì sẽ giàu to đó. Nhưng mà điều kiện gì? Để coi. À, dì nói với ổng á, tìm cho mẹ con một món ăn có năm vị. Càng năm ăn vị càng say, ăn suốt cả ngày mà không thấy no. Món này ngộ rồi nghe. Bây giờ thì xin tiễn dì. Nhưng mà dì... Dạ, xin phép dì, mẹ con còn phải có việc rất là quan trọng. Vậy à? Nhưng mà tôi... Con chào dì. Vậy thôi tôi về, không khác tôi qua ha. Thôi dì về nghe. Dạ. Tôi về à. Ngày mốt mẹ về sớm nghe mẹ. Ừ, đám giỗ xong là mẹ về liền. Để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm chút nào hết. Con lớn rồi, với lại còn có chồng xóm láng giềng. Con đâu ở trong rừng một mình đâu mà làm gì mẹ sợ dữ vậy. Biết rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ sợ. Nè, mẹ có gửi hàng xóm rồi đó, có gì con la lên. Dạ. Rồi về đi. À, mà nhớ nha, chậm cho rồi mấy cái nón nhà bà Tú, nghe dạ. Không? Rồi làm gì đó thì làm, đưa mẹ. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Nè con à, tối ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận nghe không? Dạ. Bà giáo, đưa con. Mẹ đi bình an. Xuân Hương ơi, nàng phải là của ta. Của ta. Sáng mai ta phải lên kinh thành. Thời gian còn lại quá ít ỏi. Quá ít. Ta phải tới nhà nàng ngay. Nhanh lên. Đừng. Đừng nóng lòng mà rách việc. Ta không chờ được nữa. Phải tới cầu hôn. Vậy đến ước ngay trong ngày hôm nay. Công tử. Công tử cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Ta. Chuyện học hành á, thì tên tiểu đồng này không thể sánh bằng công tử được. Nhưng chốn tình trường á, công tử phải học khá nhiều tên tiểu đồng này. À, đảm bảo với công tử, nội trong ngày hôm nay công tử sẽ được toại nguyện. Nhưng ngươi không cho ta tới nhà nàng thì làm sao? Sẽ tới, nhưng không phải bằng cách bình thường như những kẻ bình thường. À, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Đã có năm chàng trai giàu có bị nàng tống cổ ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Bởi lẽ
năm chàng trai đó cầu hôn một cách rất là bình thường. Năm chàng trai bị từ chối rồi à? Đối với một cô gái rất là không bình thường như nàng Xuân Hương thì công tử phải cầu hôn nàng bằng một phong cách rất là không bình thường. Khó hiểu quá. Tối nay cô ta chỉ có một mình ở nhà. Hả? Dạ bẩm quan. Quan ơi, từ từ rồi mình tìm cách. Chuyện đâu còn có đó mà. Cách gì? Mỗi ngày nó cố tình trong cái tập. Làm gì có cái món ăn quay đặt đó. Dạ bẩm quan. Năm vị thì có gì đâu mà khó. Chỉ cần lấy một nhúm rau đắng, cho vô chanh, ớt, đường, muối là thành món gỏi có năm vị rồi còn gì. Rau đắng có vị đắng là một, chanh có vị chua là hai, đường có vị ngọt ba, muối có vị mặn bốn, ớt có vị cay đó. Trộn năm món lại thành món gỏi rau đắng. Món này ngon nghe. Dạ, từ từ rồi sẽ tìm ra mà. Nhưng mà món này ăn đâu có sai. Không được, không được, không được. Dạ, dạ. Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, muốn sai thì có gì đâu mà khó. Ăn càng nhiều sẽ càng sai. Dạ. Hay. Đó, từ từ rồi sẽ tìm ra mà. Nhưng mà như vậy thì đã là sáu vị rồi. Không được. Ấy chết. Dạ bẩm quan, vậy thì mình sẽ bỏ rau đắng ra. Đúng. Vậy thì chỉ còn lại có năm vị. Dạ. Chanh, muối, đường, ớt, hòa chung với rượu. Dạ. Món này lạ à nghe. Thấy chưa, từ từ rồi sẽ tìm ra mà. Nhưng mà không được. Dạ sao? Vậy thì nó đã trở thành là món thuốc ngâm tứ vị rồi chứ đâu phải là món ăn đâu. Không được. Dạ 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 bẩm quan, có gì khó đâu. Vậy thì bỏ ớt ra, giữ rau đắng lại. Bởi vì đã cay nồng rồi thì không cần ớt nữa. Món này ăn có no không? Dạ no chứ. Ăn một đũa là no canh không liền. Vậy thì bà mang về mà ăn luôn đi. Dạ bẩm quan, trên đời có món gì ăn hoài mà nó không no? Ta nói hột mè nhỏ xíu xíu, ăn miết rồi nó cũng đầy bụng thôi. Đúng là cô ta cố tình bắt bí quan mà. Không ai. Để tôi tìm mối khác cho quan ha. Không có mối nào hết. Bằng mọi cách phải cưới nó bằng được để về làm vợ lẽ cho ta. Quan yêu cô ta dữ vậy sao? Yêu à? Ngược lại thì có. Nó đã làm cho ta bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ. Ta thù hận nó đến tận xương tủy. Vì vậy, ta phải cưới nó để nó hầu hạ ta trong cay đắng. Dạ bẩm quan, vậy thì tôi có kế này hay lắm. Không biết quan có thuận ý không? Nói. Đêm nay cô ta ở nhà một mình. Dạ. Còn gì nữa đâu mà hưng. Xin lỗi, có ai ở nhà không? Ai đó? Làm phiền gia chủ chút xíu được không à? Dạ chào gia chủ. Chào gia chủ. Các cô là ai? Có việc gì để ngày mai tới có được không? Dạ, chị em chúng tôi lỡ đường, đêm hôm không nơi tá túc, xin gia chủ làm ơn cho nghỉ qua đêm, có được không ạ? À? Dạ đúng vậy đó ạ. Hai chị đi đâu mà phải khốn khổ như vậy? Dạ,
vì thương nhớ phu quân đang miệt mài kinh sự ở tận kinh thành, dạ, nên mới phải lặn lội đường xa. Xin gia chủ cho tá túc qua đêm, chị em chúng tôi vô cùng biết ơn gia chủ. Và xin gia chủ rộng lòng. Thôi được, mời hai chị vào nhà. Đội ơn gia chủ. Gia chủ xin thật là nhân từ. Hai chị cứ tự nhiên. Dạ. Cũng may, không thì đêm nay chỉ có một mình tôi lẻ loi buồn chết đi. Chị ở nhà có một mình hả? Nhà có hai mẹ con, nhưng hôm nay mẹ tôi có công việc phải đi vắng. Mời chị dùng nước. Cảm ơn chị. Mời chị. Dạ cảm ơn chị. Mời chị ngồi. Dạ cảm ơn. À, tên chị là gì vậy? Dạ, tôi là Nhi Mai. Còn đây là Nguyệt Hoa, dạ, em gái tôi. Nguyệt Hoa xin ra mắt gia chủ. Tôi là Xuân Hương. Thôi cứ gọi là chị em đi cho nó thân mật. À, mà hai chị đã ăn gì chưa? Để tôi đi nấu cơm cho hai chị ăn nha. Dạ thôi, chị em chúng tôi có mang theo lương khô và cũng đã dùng qua bữa rồi. Vậy thì hai chị đi tắm ngàn. Chúng em tắm rồi ạ. Hai chị đừng có ngại, đi tắm đi. Giữa đường giữa xá xa xôi chỗ đâu mà tắm. Chẳng là tiện lúc trời tối không có ai qua lại, chúng em đã xuống cái ao đầu làng rồi ạ. Vậy sao? Hai chị gan thiệt. Chị chăm nón à? Mẹ con tôi sống bằng nghề này lâu rồi. Em chưa từng thấy chiếc nón nào đẹp như vậy. Chị quá khen. Trời ơi, nón đẹp quá. Chị cho em mượn đi. Hay là mình mua một cặp nha. Chị một cái, em một cái ha. Chị nhớ để em một cặp mà loại hạng nhất đó nha. Chắc chắn rồi. Hồi nãy có nghe tiếng đàn trong nhà. Hồi nãy em cũng nghe nữa. Phải chị đàn không chị Xuân Hương? Cây đàn đây nè. Chị đàn cho chúng em nghe nha. Chị Như Mai em cũng biết đàn nữa đó. Em thấy có cây đàn tranh trong nhà, hay là hai người cùng qua nha. Phong Nguyệt,
nguyệt tân hoa sắc, phong tống hoa hương, hương tùy sắc, sắc tùy hương, hương hương sắc sắc, mãn xuân tiêu, tương tư khách, luyến tương tư khách. Hạ nhược cầm thi, thi ngộ ngã tình, cầm hoa ngã tính, tính duyên tình, tình duyên tính, tính tính tình tình thư hạ nhược. Tri âm nhân, thức tri âm nhân. Wow. Em buồn ngủ lắm rồi chị Như Mai. Thôi em đi ngủ trước nha. Ừ. Không ngờ đêm nay lại gặp Tri Âm. Chồng của chị chắc phải là đệ nhất thi nhân mới cưới được chị đó nha. Vậy chồng của Xuân Hương phải là người làm sao? Chồng của em hả? Ừ. Để coi. Phải tài hoa, và nhất là phải chung tình như chị kia. Vậy nếu ta là con trai thì em có chịu làm vợ ta không? Sao? Chị mà là con trai. Thú vị thiệt. Chị mà là con trai á, em nhất định sẽ không buông tha cho chị đâu. Nhớ đó nghe. Một lời nói như ném châu gieo vàng. Sao lại không chứ? Thật ra em thề có trời đất chứng giám, nếu như chị là một người đàn ông thì em sẽ là một người vợ hiền của chị. Không được thề. Nếu thật vậy thì phải dứt giấy cam đoan chị mới tin. Sao vậy á? Giết thì giết, sợ gì. Trộm, tôi đánh nó. Nó bỏ chạy rồi. Bỏ chạy rồi. Trời ơi, ta mắc bẫy bọn già rồi. Ta hai người là ai dám đến đây lừa ta? Nàng đừng sợ. Ta hỏi hai người là ai? Ta nói đi công tử. Ta là Tống Như Mai, con trai quan tri phủ. Dạ. Còn đây là tiểu đồng của ta. Dạ phải. Ta có thù oán gì với các ngươi đâu mà các ngươi bày ra trò lường gạt để hại ta chứ? Ta không có ý làm hại nàng đâu. Nàng hãy bình tĩnh nghe ta nói. Hôm qua trên đường về kinh ứng thí, ta gặp nàng ở bến Đò Thạch. Lúc đó tim ta như ngừng đập. Suốt cả ngày hôm đó ta quá điên vì nàng. Ta muốn nàng làm vợ ta. Dạ đúng. Nhưng vì ngày mai ta phải có mặt ở trường thi rồi, cho nên tiểu đồng suối ta giả gái để được gặp nàng. Rồi có chuyện gì ồn ào vậy cô Xuân Hương? Cô Xuân Hương ơi, ngủ hay thức dậy? Dạ không có chuyện gì đâu.
Không có chuyện gì đâu mấy cô mấy chú cứ yên tâm. Tưởng nhà có chuyện từ tôi mới chạy qua. Dạ không có chuyện gì đâu. Cảm ơn mấy cô mấy chú rất nhiều. Vậy thôi tụi tôi về ngang. Đêm hôm có chuyện gì cứ la lên, tụi tôi qua giúp cho. Dạ. Thân con gái chưa chồng mà đã ngủ chung với con trai chưa vợ. Mặt mũi nào mà tôi nhìn mẹ tôi nữa chứ. Nàng, nàng đừng chết. Ta vì yêu nàng là được đồ. Là cái tha thứ. Thầy trò ta đâu phải vì chuyện trên bọc trong dâu tốt lát mà cốt để thành chồng thành vợ trăm năm đầu bạc. Xin nàng hãy tin ta. Không được. Rồi chàng cũng sẽ bỏ tôi như thay một cái áo, tháo một bức phên. Tôi là con nhà dân, làm sao có thể kết duyên với con nhà quan được chứ. Trên có trời, dưới có đất, trước mặt có ngọn đèn. Ta xin thề, dù mẹ cha có cản trở ta, ta cũng không bỏ nàng. Vậy thì chàng hãy viết giấy đi. Tiểu Đồng, lấy giấy cho ta. Giấy này công tử. Dạ bẩm quan, có tin đặc biệt đó. Liệu tin tức của bà có còn đáng tin cậy hay không? Dạ đáng chứ. Chính mắt tôi nhìn thấy, chính tay tôi sờ vào mà. Lần trước chính tay bà cũng nghe, chính mắt bà cũng nhìn thấy là nó ở nhà một mình. Vậy mà ta đã bị hàng tá phụ nữ, chúng nó giật ta như giật một trái bích. Cũng may là không ai nhìn thấy ta. Nếu không thì ta còn mặt mũi nào mà trường ra với thiên hạ? Dạ dạ bẩm quan, thì quan dần tôi có khác gì người ta dần quan đâu. Nhưng mà chuyện cũ rồi, xin quan bỏ qua cho. Dạ dạ bẩm quan, bây giờ có chuyện mới này hay lắm. Nếu quan không muốn nghe thì thôi, tôi xin cáo lui vậy. Đứng lại. Nói. Quang ơi, Quang đứng lại đi. Lâu chưa? Gần một tháng nay, ai cũng nhìn thấy. Giá trị của nó cỡ nào? Phải giàu như Quang thì mới mua nổi. Ở đâu nó có? Không biết. Tôi có hỏi, nhưng cô ta chỉ cười mà không nói gì hết á. Bà thấy thái độ của nó ra sao? Lúc nào cũng vui vẻ, nhưng không đẹp như hồi đó. Ăn mặc rách rưới dơ bẩn, có vẻ như cố tình làm xấu mình đi á. Vụ này hay à nghe. Tao đang nhai. Như đứa ăn mày, mẹ thấy chướng mắt quá đi. Mẹ yên tâm đi, mẹ muốn lấy chồng rồi, con sẽ đổi lốt thành tiên cho mẹ coi. Mẹ cũng trông tới ngày đó lắm. Thôi đi đi, nhớ về sớm nha con. Dạ, thưa mẹ con đi. Nè, dạ, cẩn thận chiếc vòng, không thì mất chồng đó nha con. Mất chồng thì ở với mẹ cũng vui vậy. Mà nhớ đừng có nói chuyện đó cho người ngoài biết nữa không? Dạ, mai mốt chuyện không thành, nó rất đau khổ á. Dạ. Cô kia, đứng lại. Mày ông làm gì vậy? Ta nghe người ta nói, ngươi đang giữ chiếc vòng ngọc thạch của vợ ta ở trong người. Có không? Tại sao quan lại nói như vậy chứ? Xẹt. Dạ. Mấy ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Mấy ông không được đụng vào người tôi. Buông tôi ra. Cái vòng này là của tôi mà. Buông ra. Buông.
Cây dòng này ở đâu ra? Ở đâu thì kệ tôi, miễn không phải của ông là được. Nhỏ rồi này, con nhỏ này hỗn láo, ăn cắp rồi mà còn trả treo. Bấy đâu? Dạ. Lôi cổ nó lên quyển đường. Dạ. Ê, ê. Buông tôi ra. Mấy ông không được quyền bắt tôi. Buông ra. Buông tôi ra. Buông ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Không thì tôi kiện lên tới tận tòa tam pháp chứ chẳng giỡn chơi đâu. Thả tôi ra. Trời ơi Xuân Hương, sao lại ra nông nổi vậy? Ủa, sao bà biết mà tới đây? Chuyện động trời như vậy cả làng ai mà không biết. Vì mới vừa nghe tin là vội vã đến đây xin thăm con liền đó. Tội nghiệp cháu tôi chưa? Sao dại dột vậy con? Thôi đi, bà cho tôi là người ăn cắp dòng ngọc thạch của quan huyện à? Ừ thì dì cũng nghe người ta nói, chứ dì có biết sự thể ra làm sao. Mà thôi đi, chuyện đâu còn có đó, từ từ tìm cách mà gỡ. Nè, dì có mang cho con ít bánh nè, ngon lắm, ăn đi, ráng ăn để lấy lại sức khỏe, rồi từ từ dì cháu mình bàn tính. Tính cái gì? Thì tính cái chuyện gỡ tội cho con chứ tính cái gì. Nhưng mà tôi đâu có tội gì đâu mà gỡ. Tội nghiệp chưa? Sao con khờ quá vậy? Bây giờ á, có tội hay không có tội á, không còn là vấn đề để bàn nữa. Con nên nhớ, con đang bị nhốt trong ngục thất của huyện đường, mà quan huyện là người có quyền cao nhất ở đây. Có tội hay không có tội là do quan phán xét hết. Mình vô tội mà quan phán là có thì cũng phải chịu thôi. Thứ dân nghèo hèn thấp cổ bé miệng như mình thì làm cái gì được hả con? Xuân Hương, lại đây, lại đây. Bây giờ dì tính vậy nha. Tôi biết dì tính gì rồi. Dì biểu tôi chịu làm vợ lẽ của ổng chứ gì. Mèn ơi, cháu của tôi thông minh quá chừng à. Ừ, chỉ cần con gật đầu, không những trắng tội mà còn được hưởng vinh hoa phú quý, kẻ hầu người hạ. Mẹ con hả, còn được nhà cao cửa rộng, được cung phụng cho đến cuối đời. Không phải còng lưng thức khuya dậy sớm với cái nghề đan nón bần cùng này nữa. Đám con gái của cả huyện này đó nha, có mơ cũng không thấy đó nghe. Công nhận bà khéo ăn khéo nói thiệt. Hèn gì quan huyện phải nhờ tới bà. Đương nhiên rồi. Ê, hả? Tôi nhường quan cho bà đó. Ê, nếu cần tôi đứng ra làm bà mối cho. Chịu không? Con này coi bộ ổng chịu gì lắm đó. Thiệt hả? Chuyện có vậy mà làm cũng không xong. Dạ, dạ bẩm quan, thì tôi cũng nói hết lời, làm hết cách rồi, mà nó có chịu nghe đâu. Quan biết không, con nhỏ này hả, nó ác mồm ác miệng lắm. Nó nói xấu quan đủ thứ trên trời dưới đất hết á. Nó nói á, nào là quan á thích tôi, rồi tôi á thích quan, hai đứa mình á thích qua thích lại. Nó còn dám nói á hả, quan với tôi á rất là xứng đôi vừa lứa. Đò, quan thấy chưa, con nhỏ này nó ghê lắm. Nhưng mà tôi thấy nó nói cũng có lý. Ngày mai lôi cổ nó ra đình xử. Tao không có ăn. Ngươi là quan, tức ơi là tức. Con gái tôi nó làm gì nên tội đâu mà quan huyện bắt. Ông bắt chứ hả? Trời ơi, cái dòng là cái dòng của nó, ở đâu nó có đó thì kệ xác nó. Có chi á mà đi du quan giá họa cho nó rồi bắt người ta. Bộ tưởng làm quan á muốn bắt ai thì bắt hay sao? Bà con cứ nghĩ coi ha, cái dòng ngọc thạch trên thế gian này đâu phải chỉ có một cái đâu, đâu phải chỉ có một cái ha. Mà ai mà có biết được cái dòng của vợ ông á, nó to nó nhỏ nó đỏ nó đen ra sao chứ hả? Bà hộ đông đó có 100 cái. Sao lúc lại nó bắt ba đi, nó bắt ba đi, nó bắt con gái tôi. Trời ơi, tức quá.
Có chuyện gì quan ức á thì lên trên huyện đó mà kêu. Hà cớ gì mày đi bàn tán xôn xao với bàn dân thiên hạ vậy hả? Dạ bẩm quan, tôi có lên trên huyện cả thải là 3 lần rồi mà không có lần nào tôi được cho vô hết trơn á. Nhất quá tam mà tôi đâu có thèm tới nữa ha. Tôi đâu có thèm tới nữa. Rỗi rảnh á tôi ra ngoài đường á, tôi la tôi hét vui chơi vậy đó. Tôi làm gì quan đâu mà quan sợ. Mà đường đường á là vợ của một ông thầy đồ, vậy mà cũng không biết cách để vào cửa quan sao? Dạ bẩm quan, có cách chứ. Tôi có một cách. Tôi biết quan hồi nào giờ rất xem trọng bạn bè. Tôi mới nói với chú lính á, vô bẩm với quan bà là vợ quan đó hen, là thằng con trai tôi là bạn học cũ của quan, nó nhờ tôi á nói với quan một chuyện hệ trọng. Ủa, thằng nào vậy cả? Mà vợ quan không cho vô. Mà tại sao vợ ta lại không cho bà vào? Vợ quan nói tôi á là nói dối không có sách. Nói dối? Mà là chuyện gì? Quan bà nói tại vì hồi nào tới bây giờ á, quan đâu có tới trường học bao giờ đâu mà có bạn học cũ. Im! Phải đâu? Bắt bà ta lại. Bắt cái gì? Bắt về tội gì? Tội nói dối hả? Tội gì? Tội đồng loạn với tội phạm. Đó, bà con thấy chưa? Nhấn vô. Trời ơi, quan của bà, tôi bắt tôi nè. Kìa Xuân Hương, con suy nghĩ lại đi. Đồ, nếu mình chặt sợi chết sao? Trời ơi, hai người có nghe tôi nói gì không hả? Đồ lì lắm. Mang con bé đó lại đây cho ta. Đi, buông tay ra. Mày vô. Thôi được, ta chịu thua ngươi rồi đó. Nhưng ngươi hãy nói cho ta biết, cái món ăn năm vị càng ăn càng say, ăn hoài không no là cái món quái đản nào? Hey! Đó là cái thứ mà ông đang nhai ở trong miệng ông đó ông quan à. Miệng? Trầu à? Trầu có vị cay là một, cau có vị ngọt là hai, dôi có vị nồng là 3, vỏ có vị chát là 4, lá có vị đắng là 5. Trầu càng ăn càng say, ăn hoài không biết no là bởi vì không ai múc trầu bao giờ hết. Tao nút rồi. Hình được. Dạ. Dạ. Đánh hết hai mẹ con cho ta. Buông ra, mấy ông không được đánh mẹ tôi ra. Không được đánh con tôi ra. Buông ra. Hai ơi. Mẹ. Mẹ. Quan Khâm Sai đại thần tới. Thưa bà con dân làng Quyền Hạ, ta là Khâm Sai đại thần. Trước khi ta tới đây, ta đã cho người bí mật điều tra và được biết rằng quan Quyền Thạch là tên chúa học tham ô hữu quyền hống hách và đang âm mưu hại người vô tội. Người bị hại chính là vị hôn thê của ta.
những dòng ngọc thạch này là dân đất nước của ta trao cho nàng. Nay thành tiền bố, mẹ con nàng Xuân Hương vô tội. Lên đâu? Dạ. Bắt tên quan này mang về hành tội. Dạ, xin quan ơi tha tội, xin quan ơi tha tội, xin quan ơi tha tội. Quý vị vừa thưởng thức bộ phim Nàng Xuân Hương, kịch bản của nhà văn Nguyễn Đông Thức, đạo diễn Nguyễn Minh Trung, do hãng phim Phương Nam sản xuất, với sự góp mặt của các diễn viên Hồng Ánh trong vai Xuân Hương, Nguyễn Thanh trong vai Tống Như Mai, Lê Hoàng trong vai Tiểu Đồng, Kiến Anh trong vai Quan Huyền Thạch, Ngọc Lan trong vai Bà Mối, Uyên Trinh trong vai Mẫu Thân Xuân Hương, cùng các nghệ sĩ khác. Thưởng thức bộ phim Nàng Xuân Hương, chúng ta không khỏi không mến phục một thiếu nữ Âu Lạc xinh đẹp, thông minh vượt bậc, nhưng cũng rất hiếu thảo và trung thành. Với bản tính cương quyết, đầy can đảm, nàng Xuân Hương đã không đánh đổi những giá trị đạo đức mà mình tin tưởng để được vinh hoa phú quý hay sự an thân. Trước bạo quyền, nàng không sợ hãi khuất phục mà vẫn hiên ngang giữ gìn phẩm giá. Thật vậy, người Âu Lạc rất yêu quý sự tự trọng nên có câu thà chết vinh hơn sống dục. Nhờ vào ảnh hưởng của Phật giáo, người Âu Lạc cũng thường được nhắc nhở đến tinh thần bi, trí, dũng. Trong đó, dũng cảm là một trong ba phẩm chất được khích lệ để phát triển, vun bồi. Nàng Xuân Hương với những đức tính đến từ tình thương, trí huệ và dũng khí là biểu tượng cho sự vĩ đại của bậc nữ lưu nói riêng và cho tất cả chúng ta nói chung. Trong một buổi thuyết giảng tại London, Vương quốc Anh, vào ngày 8 tháng 6 năm 1999, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khẳng định rằng lối sống dũng cảm là lối sống duy nhất. Ngài giải thích sự sợ hãi là điều trái ngược với Thượng Đế. Courageous way of life is the only way of life. Fear is the opposite of God. If we truly believe in God, we don't have fear. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trìu mến gửi quà tặng các nghệ sĩ tham gia trong vở cải lương Quán Âm Xây Cầu được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư trong các tuần qua. Những vị này đã ngỏ lời cảm tạ Ngài. Nghệ sĩ Minh Béo trong vai Tấn Hỷ. Con kính chào Thầy. Con đã nhận được quà Thầy gửi cho con. Con cảm ơn Thầy rất nhiều và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và thành công. Con chào Thầy. Minh Béo. Nghệ sĩ Hiếu Hiền trong vai con Bá Hồ. Mô Phật, con là Hiếu Hiền. Xin được cảm ơn tấm lòng của Thầy đã quý mến con, cũng giống như là Thầy cũng đã quý mến mẹ Kim Ngọc. Con rất là biết ơn Thầy vì Thầy cũng đã nghĩ tới mẹ và con, rồi sau đó là có những cái món quà tinh thần gửi đến cho mẹ và con. Bây giờ tuy là mẹ con đã mất rồi, nhưng mà những cái quà đợt trước mà Thầy có gửi cho mẹ, con cũng còn giữ đó. Và bây giờ thì cũng có những món quà của Thầy cho con. Con có nhận được một phong bao lì xì. Con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm. Con xin kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe. Con thì không có cầu khẩn gì hết, nhưng mà tự nhiên là cảm thấy rất là thèm đồ chay. Thèm một cách kỳ lạ lắm. Tự nhiên thấy một cái món thịt đó và món cá, mình cảm thấy mình ngán. Đồ chay thì con có thể ăn, nhưng mà không biết thèm đồ mặn là gì hết. Và con thấy Thầy dạy cho tất cả mọi người phải dùng đồ chay để bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, rất là hay. Con cũng mong muốn rằng tất cả mọi người trên thế giới hưởng ứng việc ăn chay, và như đây là một trong những cái hành động góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường nữa. Hiếu Hiền xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Vô Thượng Sư trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay sống sạch để vì một môi trường xanh và đẹp nha. Nhạc sĩ cổ nhạc Khải Hoàng. Con kính chào Thầy. Thầy có gửi cho con một món quà. Con là nhạc sĩ Khải Hoàng, xin thành thật cảm ơn Thầy. Con cũng có một hai kịch bản Phật Thầy, con muốn gửi cho Thầy để Thầy phát hình hay là sử dụng gì đó Thầy. Vì tâm con cũng rất là sùng đạo. Ăn chay có rất nhiều cái tốt. Ăn chay là để cho con mình, thứ nhất là mình đổi sinh hoạt trong con cơ thể mình hàng ngày. Thí dụ bây giờ mình từng ăn thịt ăn cá, thì bây giờ mình đừng ăn thịt ăn cá, mình ăn rau.
cử sát sinh là điều tốt thôi. Trước nhất là mình ăn chay là cho mình trước đó, chứ đừng nói là tôi mới ăn chay, không cần thiết điều đó. Mà mình ăn chay là để cho mình cứu bản thân mình, tức là mình không bị những cái bệnh hoạn. Bây giờ cái gì cũng có hóa chất độc hại, nếu mình ăn chay tiêu hóa mình nó nhẹ, làm việc nó nhẹ. Ý kiến con ăn chay là như vậy. Còn vấn đề mình tu hành là mình làm hiền, ăn hiền ở lành, làm tròn bổn phận đạo làm người. Soạn giả Thanh Kim Huệ, đạo diễn Xuân Phước, các nghệ sĩ Thanh Điền trong vai Lữ Đồng Tân, Quế Trân trong vai Bạch Liên, Hoàng Nhất trong vai Vi Đà, Trinh Trinh trong vai Tiểu Mai, Hữu Tài trong vai Lão Chèo Đò, nhạc sĩ Thái An, phục trang Công Minh, quay phim Lê Trí và Nguyễn Huỳnh từng góp mặt trước đây trên truyền hình Vô Thượng Sư cũng đã nhận quà cùng lời chúc lành thân thương của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Truyền hình Vô Thượng Sư xin chân thành cảm tạ Chùa Hoàng Pháp, các diễn viên và chuyên gia đã góp phần hoàn thành vở tuồng Cải Lương, Quán Âm Say Cầu, hầu nhắc nhở con người theo lối sống đạo đức và lý tưởng cao thượng. Kính chúc tất cả được nhiều ân phước trong cuộc sống cũng như trong nỗ lực thăng hoa các giá trị tâm linh và nghệ thuật, mang lại cho nhiều người sự bình an và hướng thiện. Đa tạ quý khán giả đã cùng xem Văn Nghệ Thiên Cung. Tiếp theo đây là Lời Pháp Cam Lộ. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ Năm tuần sau vở chèo tựa đề Cây Tre Trăm Đốt của soạn giả Phan Tất Quang. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for your presence on Enlightening Entertainment.
Words of Wisdom is coming up next. Please tune in on Supreme Master Television next Thursday for the Aulacese Jail traditional opera entitled A 100-Section Bamboo Tree by playwright Phan Tất Quang. Farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.